Trân xin được kính chào quý khán giả thân mến và xin được gửi tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Và hôm nay thì Giao Linh lại rất là hân hạnh được trở về thành phố Hà Nội để gặp lại quý khán giả thân mến, và mong rằng những nhạc phẩm mà Giao Linh lựa chọn trong đêm nay cũng sẽ làm cho quý vị hài lòng. Và với bài hát thứ nhất, Giao Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Đạt. Giao Linh mời quý vị cùng nghe. Xin chào.
từ lâu. Tôi biết câu thời gian là khúc tiên, đợi việc gì đến sẽ đến, những ai bạc bẽo như vẫn đành lòng đợi. Cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Đăng Linh. Và sau đây để nối tiếp chương trình với một nhạc cớ sao trời cho tình yêu tôi ngàn cách, mấy ai không rơi lệ rơi. Tình vừa nồng thì vừa đứng tiếng sóng anh ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lan buồn trong lòng phố vắng, khóc anh âm thôi.
tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lời sân khấu trong suốt 50 năm qua. Và trong những tháng tới, Giao Linh có ý định muốn làm show kỷ niệm cuộc đời 50 năm sân khấu của mình tại thành phố Hà Nội đầu tiên nha. Và Giao Linh mong rằng quý vị đã thương mến Giao Linh, đã tạo thành tiếng tâm cho Giao Linh được đứng trên sân khấu trong thời gian như thế này, thì Giao Linh rất là biết ơn quý vị. Và Giao Linh mong rằng trong live show sắp tới, quý vị sẽ ủng hộ cho Giao Linh và giống như là cổ vũ cho Giao Linh, để Giao Linh có tinh thần được đứng trên sân khấu thêm nhiều năm nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Giao Linh. Và như vậy là chị Giao Linh đã có một lời hẹn với quý vị rồi. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có một chương trình dành riêng cho tiếng hát Giao Linh. Ở đó quý vị sẽ được nghe nhiều hơn. Và tất nhiên là sẽ không thể thiếu những bài hát hay nhất đã đồng hành cùng với tiếng hát ấy suốt từ khởi đầu sự nghiệp 50 năm trước đến giờ. Thực ra thì cứ nhắc đến 50 năm của chúng ta nghe nó cũng đã rất là dài rồi. Thỉnh thoảng tôi có đi làm việc với chị Giao Linh, hay là chị Phương Dung gọi Nhạn Trắng Gò Công, hay là chị Khánh Ly, hay chị Lệ Thu, đều là những người mà đã ca hát trên 50 năm. Thì cứ nói chuyện với nhau bảo là 50 năm thì nghe nó có vẻ cũng dài, nhưng mà nếu mà dùng là nửa thế kỷ thì nghe nó còn dài hơn nhiều. Cứ tưởng tượng một người đứng như sân khấu nửa thế kỷ rồi, trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc sống và cuộc đời mà vẫn duyên dáng như thế, đáng yêu như thế, hát hay như thế. Thế còn người sẽ bước ra sau đây, ra sân khấu sau đây, thực ra thì người ta thường tránh nhắc đến tuổi nghệ sĩ, nhưng không biết làm sao mà mấy ngày vừa qua khi báo chí đưa tin về chương trình thì lại cứ nhắc đến tuổi của người ấy. Và nếu như theo cái thông tin trên báo đăng thì anh ấy đã bước qua cái ngưỡng tuổi mà tôi nói là nửa thế kỷ. Và với nhiều người thì có thể là tuổi đó là bắt đầu đã toan về già, nhưng với nhiều nghệ sĩ thì đó là tuổi của độ chín về cảm xúc và đời sống để họ có thể hát hay nhất những bài hát của mình. Và cũng rất lâu rồi, 7-8 năm rồi, anh ấy mới trở lại với khán giả Hà Nội
Và tôi biết rất nhiều khán giả đã đến đây ngày hôm nay để chờ được nghe lại tiếng hát ấy, một giọng hát mà cách đây hơn 20 năm khi xuất hiện lần đầu tiên đã ngay lập tức chinh phục được khán giả cả trong nước và hải ngoại bằng giọng hát vô cùng ngọt ngào, không lẫn đi đâu được của mình với những bản nhạc tình bất hủ. Sau đây chúng ta hãy cùng chào đón tiếng hát ngọt ngào ấy, nửa thế kỷ vẫn ngọt ngào, nam danh ca Mạnh Đình. Mạnh Đình xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay rất là vui, sau bao nhiêu năm lại được trở lại với lại những khuôn mặt thân thương, những người khán giả Hà Nội rất là dễ thương của Mạnh Đình. Không có gì vui hơn thì hôm nay được đứng trên sân khấu này cùng một số anh em nghệ sĩ để đến đây để làm một chương trình để phục vụ quý vị, gọi là giải trí cuối tuần. Mạnh Đình một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức và các anh em nghệ sĩ rất là chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều vì quý vị đã có mặt đầy đủ trong đêm hôm nay. Kính thưa quý vị, lần lượt thì Mạnh Đình xin hát những bài hát mà Mạnh Đình đã được thâu trên CD cũng như là video. Sau đây là một bài hát chắc cũng được nhiều người yêu mến trong nhiều năm qua. Bài hát được cũng là một nhạc sĩ, bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát được mang tên Tôi Vẫn Cô Đơn. Sao với được em những khi
tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không? Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi nghe hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người. Cho tôi kiên hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Thôi bây giờ Mạnh Đình xin cho quý vị một bài hát cho nó vui vui thêm tí xíu, nhưng mà cũng lại là trong cái nội dung cũng lại là bỏ nhau chung quanh là cái chuyện tình yêu là cứ bỏ nhau thôi, nhưng mà anh thua là bây giờ cái nhạc nó vui hơn tí xíu để cho quý vị được không khí nó được vui vui lên tí. Bài hát được mang tên Chút Kỷ Niệm Buồn, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Sao em nỡ quên.
Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đó chính là anh Mạnh Đình. Sao xin anh Mạnh Đình lại sân khấu một chút ạ? Có một việc cần nhờ đến anh Mạnh Đình. À, xin cảm ơn chị. Con này dành cho anh. Yeah. Give me hug, give me hug. Đấy, cũng quay lại cô đấy. Đúng rồi. Quên, tại sao lại quên hung? Vâng, thưa quý vị, cứ từ từ ạ, chị có anh Đình còn quay trở lại lần nữa. Cô em đẹp quá. Vâng. Bây giờ lại có việc cần đến Hoa. Thưa quý vị, tôi muốn giữ anh Mạnh Đình lại ở đây để anh Mạnh Đình phụ với tôi một cái việc như thế này. Cho em cầm dùng cái hoa này. Chuyển qua đây tí nữa lát để trên tay anh sẽ đầy hoa. Tạm đây đã. Sao lại hợp màu tím thế nhỉ? Bây giờ thì chương trình mới đi đến một nửa chương trình, thưa quý vị, có rất nhiều bài hát nữa để cho quý vị nghe. Và chúng tôi muốn quý vị có một chút giải lao thôi, và chỉ vài phút thôi của quý vị thôi, để nhờ anh Mạnh Đình giúp công việc như thế này. Tức là chương trình này đã diễn ra và đến giờ tôi đứng ở trên này nhìn xuống đến khán phòng kín và khán giả vỗ tay nhiệt tình như thế, thật sự là chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Và để có được một chương trình như thế này thì đã có rất nhiều những người đã âm thầm đứng đằng sau hỗ trợ cho những người tổ chức chương trình để có đêm nhiệt tình hôm nay. Và đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ đó mà người ta mới mời được anh về đây hát đấy anh Đình ạ. Chứ rất nhiều người, rất nhiều bầu xô muốn mời anh Mạnh Đình, nhưng không phải lúc nào cũng anh cũng có thể thu xếp được, cũng như là có thể họ có thể là đảm bảo một cái chương trình hoành tráng và thành công được. Thì chúng tôi xin được mời lên trên đây trong vài phút giải lao này những người đã giúp chúng tôi rất nhiều để có được đêm nhạc tình, bất nhạc tình muôn thuở ngày hôm nay. Xin được mời lên sân khấu 5 vị khách hàng đặc biệt, những người đã hỗ trợ rất nhiều, những nhà đồng hành. Ông Mai Xuân Quang, đại diện nhà hàng Quang An. Bà Trịnh Thu Hiền, giám đốc điều hành thẩm mỹ viện BK Hàn Quốc 110 Hòa Mã. Ông Đỗ Trịnh Hoài Nam, đại diện thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam. Ông Đỗ Văn Đức, đại diện nội thất Erado. Ông Phạm Văn Tùng, đại diện thương hiệu Lupakachi Studio. Xin mời 5 vị đồng hành này để cùng bước lên trên sân khấu ạ. Anh Mạnh Đình sẽ giúp Minh Đức gửi tặng hoa cho quý vị. Xin các em chuẩn bị hoa.